đi ha. Ờ đi ra ngồi luôn. Để lấy chén đi mới được. Chén ngoài không? Chén ngoài không có đủ đâu. Ăn đi, người lớn ăn cái ăn nít mà. Khóc luôn nghe. Khoái ăn quá, khoái uống quá. Kẹo ghê ha, tưởng đâu không kẹo. Ăn được chưa? Dầm môn á. Này đặc sản ha. Đặc sản ăn quần tay của mình đó nha mọi người. Tưởng đâu phải môn nó chạy, nó chạy cái gì. Thấy cổ dốc nha. Trời nấy cái đồ ấy, nấy da luôn á. Qua nó làm cho mẹ ly ra, cho uống ở ra. Có ly đây sao? Nó cho mẹ ly. Cho là sao? Còn ghế chén hay sao? Nè, nó ăn trong bếp rồi. Phòng trong bếp rồi. Đây là lành nhạc sống nha. Có gì liên hệ nó. Ăn rẻ cho. Có ai kêu nhạc sống kêu nó. Cho con 100 ngàn, ghê ghê. 100 ngàn tiếng chưa nó hết. Ghê, dạ là ăn ghê à. Gái ăn vô đi cưng. Tối nay toàn tính. Ăn gì sao dám cân được. Ăn đi vô chồng đi con. Vì ai cũng dám cân hết chơi. Ăn còn cái thương đó mọi người ơi. Ăn nào, ăn chao vậy. Ăn nước được không? Chính tao à. Chao này nó thơm gì nó thấy không? Chờ cho trường bây giờ. Chờ cho quay comment con cái mệt luôn. Xương đây nè. Đầu nè. Miền Tây của mình là mọi người đây đây nè. Ham cay nhím mày. Sáng. Ngon rồi. Chào các bạn. Mọi người ơi, mình ăn no rồi. Mọi người nhớ hồi lâu. Mọi người nhớ mọi người nhớ gì vậy? Quên không quay tới luôn, cũng gà như hoài. Thành người ta quay như được. Ủa, cho con. Ừ. Đang nhìn nhiều. Ờ, được rồi. Bye bye đi. Bye mọi người. Thằng mẹ có gì một like lại. Chào bạn. Chào bạn. Sinh nhật con nè. Đi. Hello mọi người. Nó ăn sinh nhật mình nha mọi người. Mời mọi người cùng ăn nha. Kìa mày đứa con rồi. Thằng nhỏ nữa, thằng em đó. Rồi. Kìa cậu coi. Vô ăn. Ha. Không mình mấy con hả? Rồi quá. Có cái bánh ghét mình đây mà ghét mà không được. Anh đi. Ừ. Đâu quá. Thấy hớ mẹ. Thằng quay lại quay hết rồi. Nó mẹ. Bánh kem quá dữ. Không không không. Con có dính kem nha. Rồi hãy vô ngồi ăn luôn đi. Con có dính nha. Con có cái gì nha. Tất nhiên cái gì cay. Quá đẹp. Cay. Okay.
hai cái. À. Không có ngọt không? Có mà. Dưới hai cái đó. Có mà. Còn đâu nữa hết rồi. Hết thì dưới hai cái mà. Dưới hai cái. Ngọt kìa. Cả nhà ơi mình cùng dùng bữa đi. Dưới sợ nha. Ngon con. Ăn thì vô nhà mình ăn lẹ đi. Ngon không? Mời đi. Chụp đâu ông cố. Chúng mình ăn một nước mấy con mà phải. Hai ơ mấy bạn. Ngon quá. Ngon quá vậy hai ơ. Cũng ai mà không được. Đã đây ngồi ghế đi con. Lấy tô. Đi đây nào rồi con. Chào lô nữa chứ. Lấy tô gì đó mới được. Để nào lấy tô uống con nha. Ê đưa lấy ngồi nè con. Lấy ngồi luôn. Con đi. Đó làm gì?